Lan Phi, em chốt chị làm em lên đây hoài nha. Số mũi rồi. Xin kết chế ơi hả? 5 tỷ Phương Anh thì cảm ơn. Bé Vy chị đi Nha Trang. Chị đi Nha Trang chơi. Chào Út Tiêu, chào Út Tiêu. Ngồi tám tí rồi lát Út Út đi 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 diễn. Vy Vy chị cảm ơn. Hello lại, hello lại. Hù lé tìm anh em. Đi đâu vậy cưng? Không đi diễn hả? Còn lên đây. Ngắp limon hình như một lát có em, lát chị có ra. Chào Tống Khánh Linh. Bây giờ chắc vài bữa nữa chị về với em á. Mấy nay chị thức khuya quá, xấu quá. Huệ ơi, Nha Trang á hả? Bữa nay cũng ổn ổn. Gió thì hồi nãy đi tắm biển thì gió nó hơi bị ý lộn cái gì ta? À, sóng biển nó mạnh lắm. À, gió cũng mạnh nữa. Tạt ướt đôi dép luôn, ủa lộn, ướt đôi giày. Bữa nay diễn ở đâu vậy Tuyền Thanh? Hả em? Bé Tuyền ơi, chị được đi cứ mỗi lần mà cứ sao ta? Ngoan là sẽ được anh người yêu dắt đi chơi. Ghê quá cô ơi, cô Vi ơi, cô Bi A quá à, cô ơi, về với em được đẹp như tiên. Dạ, có cái nào để cho chồng cho thấy không? Bỏ tay quá hả? Đi kiếm. Có cái này chặn là sẽ ok. Đổi. Như vậy là khó cầm, bỏ tay quá. Mà không cầm thì không thấy đường. Chết. Không cầm không thấy đường. Anh Khang đâu hả em? Anh Khang đang make up, chuẩn bị đi diễn. Sao đi Nha Trang biết bị con gì nó cắn tờ luôn mẹ trời. Ngứa. Ngứa chân mày ngứa. Rồi xong luôn. Tự đánh dấu cho mình luôn. Trời ơi. Ê sao? Bây giờ gái sao đánh dấu thành chữ thập luôn. Cảm tiên chị cảm ơn em. À, Phân một lát chị lát Út hát chị like cho.
mà quan trọng là không 3G mình nó có mạnh hay không á, sợ nó không mạnh á. Ủa bữa nay cuối tuần không ai đi chơi hả ta? Thương ơi, lo cho chồng lo cho con đi, em còn lên đây em ngó chuyện chi thế vậy Thương? Angel Trần lên đây coi chuyện chi vậy em? Nhìn chị hoài không chán hả? Để cho mọi người thấy út ụt nha. Ê, út ụt ra kìa. Ê, sao dây nịch kìa út. Anh ấy nhõng nhẽo lắm. Hey nhô, út mẹ Trần Thủy Tiên. Hey nhô Thư Phạm. Tôi không nghe, tôi không thấy những gì Angel Trần phải nói. Không nghe, không thấy. Đi chơi là bắt đầu kêu mua đồ à. Ê bảo Siri bị tẩn hả? Vô đây là nhìn cái gì của gái không vậy? Mày điên hả mày? Trời trời, bữa nào về dắt đi ăn ốc ha, khỏi cho chữ ký ha. Lâu lâu livestream cái tự nhiên có mấy cái thằng nó biến thái, nó lâu lâu nó vô nó chọt cái này, nó chọt cái kia, sao thấy biến thái quá trời. Nhiều khi tôi nghĩ tôi không biết tôi có, không biết sao chỉ thích có mình anh xã, còn như mấy thằng trai khác sao không thích tí nào, vô làm bèm biết ghê. Út mẹ tại vì chị xấu quá, chị phải mặc bộ đồ nó chói sáng như vậy mới thấy được chị chứ cân. Mày ra đây chơi Tuyên ơi, Tiên ai di là Phật, em mất tích lâu lâu quá vậy, sao bữa nay em mới thấy em xuất hiện vậy? Thì Hạnh Nguyễn anh Khang chuẩn bị đi nè em, chị giờ chị tám tí xíu chị đi liền. Thiệt Angel Trần thiệt, hứa là dẫn đi ăn ốc là phải dẫn chứ. Cái thằng gì ta hỏi rồi. Để chị coi coi, chị coi lại coi. Út mẹ nói chuyện biến thái lắm em. Bởi lâu lâu bởi chị ghét livestream mà vậy á. Thằng Bảo CR CR. Bởi nhiều khi á là rất là muốn livestream luôn, nhưng mà mỗi lần mà livestream mà thế nào biết thế nào luôn. Một là những chị thị mẹt hay ra tô chửi, hai là các anh xàm xí biến thái chửi mà không hiểu chửi vụ gì mà mình cũng không có làm gì cũng chửi, ăn ở không suốt ngày đi chửi người khác không. Móng của chị nè sắp hư hết rồi, xấu rồi. À, thôi CD nha, bye bye. Út có chào các bạn không Út? Út đâu rồi? Út đâu rồi? Hello, xin chào. Hey gì? Xin chào. Xin chào. Thôi CD nha, một lát CD livestream cho các bạn xem ha. Có muốn coi cái căn hộ đây không? Đẹp lắm. Út mẹ em nhìn cái đây đẹp lắm nè. Chốc đây. Thôi CD không lát bị chửi.
Coi còn cái gì nữa không? Giờ cho anh hai, cho Út Mẹt coi cái mặt của anh hai. Nên nhớ anh hai. Út Mẹt mà em cứ coi anh hai là anh hai chửi em thôi á. Nó chỉ có đi chửi hoài mà nó ghiền. Anh hai nói nó chửi em hoài, em bị ghiền cả Út Mẹt. Sao vậy đó, anh chửi nó, giờ chửi có người chửi nó ghiền. Thôi để vậy luôn đi, chặt ra đi ta. Đi, đi ra lấy chuyện. Quẹo tay nào ta? À, quẹo tay này. Dạ. Thôi, xin lên thang máy rồi một lát có cái gì xin live stream ảnh hát cho các bạn xem ha. Bye bye, bye bye. Ê, chưa nghe chị lên rồi, em chị tắt rồi em mới chịu lên nhở. Bye bye, bye bye.